À, chào mừng quý thầy cô, chào học sinh đến với môn học của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mã vệ sinh thực phẩm. Thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm? Chúng ta không nên chọn mua và sử dụng những thực phẩm như như thế nào, và cho ví dụ. Đã. Thì thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm? Cộng đồng dòng thứ nhất thì nhiễm trùng thực phẩm là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm. Đã. Thì nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm, ảnh hưởng nhiệt độ đối với vi khuẩn. Đúng rồi, thông minh, nó có lắp mà, nó có nắp đây. À, quên mất, có còn một miếng ở trong tủ lạnh, miếng nhỏ nhỏ của em đưa. Ok, để thì đi khất thực. Không mà điện, không không mà điện, điện gì? Hôm nay ngủ dậy đi ăn cháo và chơi ngoan rồi, khỏe rồi, thế đó. Có nhắn tin cho cô giáo không? Thì em hãy kể tên một số thực phẩm tươi sống và thực phẩm đóng hộp mà em biết hay đã từng sử dụng. Nhiệt độ an toàn là trong nấu nướng là bao nhiêu?
cái độ nào mà thì vi khuẩn không thể sinh nở cũng không chết này. Đây là những thực phẩm mà nó bị nhiễm trùng hay nhiễm độc có an toàn được không? Chúng ta đến phần an toàn thực phẩm. Thì cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết sau.